nha. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên thì cho phép cô Lê Dung Vlog rất là chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. À, bữa nay anh em mình sẽ đi làm một cái bộ môn chúm lương nha cả nhà. Đặt mấy cái hòm mới á, về mới chưa về tới nữa, tới nước thì đặt chúm nữa rồi. Thì chuyến này thì mình chưa có cái hòm cả nhà. Thì nói chung ống thì mình có rồi, làm rồi. Nhưng mà cái hòm mới thì anh đặt chưa về tới nên anh em mình vẫn đặt găm ống nha. Thì anh Trọng bữa nay anh đi đánh lưới rồi, cho nên ở nhà bốn anh em mình đi đặt chúm nha cả nhà. Giờ bắt đầu vô ngồi anh em mình chuẩn bị đi nha. Bài mồi quen thuộc. Cái sạch ớt mũi dị hương. Mũi dị hương. Thêm mớ mỡ. Mỡ heo ha. Bỏ hổm đi đặt chúm xa quá. Bữa nay mình gom xuống cái khu này cũng ấm lắm cả nhà. Chiều thấy trời chuyển mưa nè, cũng anh em đi đặt chúm. Cái thấp này nè. Bỏ nào quên bỏ cái thấp vô. Nào cái thấp bỏ trước đi. Chán sao nấu lưng nè. Ăn hết mồi á nha. Ừ, mà không có lưng. Không có lưng. Đổ thừa nó ra, quan cho nó. Quan cho ông chúng à. Bỏ mồi cho tao đâu, có con lưng nào đâu, đâu lợi đâu. Con hầm mùi đó này nè. Nghĩ đặt trong hầm ốc. Cái khúc lục bình. Hôm nay ốc tới tháng này dưới hầm này chưa đẻ nữa. Tài anh qua bên cái mương này đặt dài dài em móc đi thẳng vô trong vườn mớ hầm móc mớ ha. Móc đặt mấy lần thắt quá. Chia ra. Khu này cũng có anh Sang trồng xài luôn. Mình cỏ giùm luôn. Thấy ốc đẹp không vậy? Không, bên đây không thấy. Cái mương này tối nước vô à? Vô. Mà vô không nhiều. Ừ. Giái vô là được. Nước mới dậy rong mà. Dậy view vô là được. Vô quá nữa, vô lưng bự, ngọt, nó ủ. Chưa chơi tính ngọt. Cái này mương này thấy vậy chứ có lương rồi, lương bự không? Nó hở hàng á. Mương nè. Cái nào tiếng hang lương nhắc gỉ như cái người ta. Nó giờ không biết gỉ hang lương là gì. Đá tay hả? Ừ. Ấm đét thì ấm à. Có bão nhiều không anh? Cái đường nước nó chảy từ bên đây nó chảy qua này nha. Cái trăm sâu quá à. Ai biết anh đâu? Sâu. Chút cơm chúng gì nè. Vậy là xích vô trong này phải không? Ừ, ừ vậy là xích vô. Cái đó được chưa? Ừ, ừ. Nhí này này này, mấy ông mà nhí. Đếm kìa. Nhìn trời nhìn đất vậy không?
Dạ hả? Chà, cái này ấm mà. Vườn phát cỏ trong đồng nhìn đá ha. Tới trong chuyện rồi, kỳ à. Gì, nó có lưng. Ngay góc vườn của nó. Móc móc làm sao có hai quá đây. Để câu luôn nghĩ là. Câu gì với đá tay à? Câu gì cho đá tay. Thấy mặt nước đó, giật cái gút gồng xuống đó. Đúng rồi, cái chấn nước nó còn ở trên đó. Rồi, những cái nhà sáng ngày mai anh em mình sẽ đi thay thăm chấm nè. Giá thường này cái thời lượng mà đặt chấm thì anh sẽ gút ngắn đó nha cả nhà. Sáng mình thăm chấm, thăm ở trong mình thăm ra nè cả nhà. Ở ngoài hầm ốc đang xịt xài thuốc bay quá trời. Thăm trong này trước. Vô kính dĩnh hả? Hầm này vô giờ hết nước đen rồi nước bạc không? Trước bèo dưới đây dữ lắm. Ngụm hú vô. Có nặng không? Đó. 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 Đem lên coi nhé. Vô vô coi. Rồi vô mấy cái lỗ rồi nên nó còn sống. Sống mà, nước sống mà. Chúng mà. Ê còn nè. Còn sống còn, còn di chuyển, còn di chuyển. Còn. Còn di chuyển không? Còn, 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 còn. Nè, nè. Ôi, ôi, ôi. Thôi rồi, được không? Ôi, hai con. Hai con luôn. Con chưa, con anh nè, sao đổ ra nín hình nha. Vô gì có một người con ơi anh ơi. Ừ con chưa bé không gì vô lương mà làm hơn cá một em tôi yên yên đang làm hai con ấm đây vô trong nữa hả? Ăn không? Nghe cái gì? Mồi không? Có cái con gì gớt đó. Đó. Đúng không? Thử coi. Vô gắt cái gì vậy? Một là mồi với ốc, hai là trùng chỉ. Rồi. Ốc. Ốc cho nên. Ốc. Không. Thôi, dục mồi mưa đi. Khu này hết chưa? Hết, đi ra. Còn anh Tài trong clip trong đó nghe cái đóng giác nó mỏi vậy. Đâu gì anh Tài tới chưa? Tài đặt là ngay đóng gác không hả? Đó. Khủng rồi. Làm cái cái mới coi. Có gì vậy? Nó búng rồi. Nó búng. Đây có búng kìa. Có búng. Có búng rồi. Chắc thánh đặt lương. Có búng là hiểu. Cao thủ đặt lương nè. Đó. Ồ, cũng đỡ. Cũng đỡ. Cũng được. Kinh con. Vũ cái đi anh. Vũ mồi ra luôn đi. Mấy cục mồi cũng được em. Có lý.
bún rồi, bún là biết luôn dừa dừa chứ không bự nữa nha. Nghe cái thịt mà nằm im gu đó. Ừ. Tách 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 tách. Mừng đúng gác quá hả? Vậy hả? Cao thủ đặt lương. Cha truyền con nói hả? Hay thiệt quý. Bún hả? Bún hả? Bún rồi. Bún. Bún hả? Cỡ nãy quá tôi. Khó khó nha. Muốn ngọt. Ơi muốn ngọt. Ngọt, ngọt rồi. Còn còn con nước vũ ra nha. Yếu. Đi. Có lý, có lý. Có lý. Vô anh ơi. Rồi, anh Tài hai ống dính hai con. Hai ống dính hai con. Hay quá Tài ơi. Chậm khai trương cái nào chưa? Chưa. Khai trương rồi. Nó đây, nó đây, nó đây, nó sát bên này. Có bún không? Có. Nè, bột bộ. Tôi chắc này thiếu nhi. Khi nào khịch khịch mới được. Ừ. Ôi, cũng bự nè. Ôi, cũng trọng. Ôi, lươn vàng. Ôi, lươn nghệ. Lươn nghệ. Lươn nghệ. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, lươn vàng. Lươn nghệ. Thôi, biết lươn vàng rồi. Nó ngon. Ôi, ôi. Con này cũng được rồi, nhỏ ừ, vậy. Nãy con này bự nhất. Không, tại nghe bún. Con này nãy giờ bự nhất. Thường thường quan điểm là lươn bún vô nè. Cho vô được cái hôm luôn. Lươn bún, bún là thường là con lươn nhỏ chứ không được bự. Im 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 im, có lý có lý. Nhẹ nhàng quá. Rồi ngày đã mày. Lâu lâu lạc vô giường này cái ha. Giường này ấm quá. Đó. Tại biết sao không, cái ấm ốc đặt mấy lần thách. Nay đi sâu sâu vô nè. Ấm ốc lên mình đặt có mấy ấm ốc quá, nay đặt như được 4 ống rồi nha. Tại ra đây trước đi. Nè con gác đó thả lươn đây nè. Ừ. Đó thả này dính nó lòi vô trong đó đó. Ừ. Quá trời ngon mà. Chút tới. Đậu trời 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 gụng tay rồi. Quá trời. Vừa còn con này mới khủng khiếp. Khánh đặt lương, Khánh đặt lương, Khánh đặt lương rồi. Khánh đặt lương. Con này mới khủng. Khui coi. Khui trời ơi. Cái này nè. Đây lương nhẹ nhẹ thăm nhẹ. Trời con lương này móc đó nghe. Trời ơi. Ngon ngon. Thánh hai con luôn. Hình như hai con. Con nhỏ nữa nè Danh ơi. Ừ. Nè. Con bự con nhỏ thôi 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 vô đây vậy là biết bự rồi vô vậy là cả nhà biết đó con nhỏ lắm cháu vậy con nhỏ nó liền vô 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 ê con lương này cũng không thua con lương gì được hổm nghe ừ con lương này từ nửa ký ăn lên không dứt chút cái nữa coi nửa cây hay quá Tài ơi cốc 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 rồi quá trời nóng gác mà rồi thả câu nó lôi dàn câu đi nha tịt tịt không nhớ lôi lúc gì đâu sẽ thả câu dính con lương nhỏ hơn con đó một chút ừ trời chỗ này cũng ấm nè quá trời gác luôn rồi cái này không có không.
Ôi trời bé. Đâu luôn, gần ngập luôn rồi. Ấm luôn. Chưa ngập. Bích. Nó. Rồi. Mồi cái. Mồi với ốc. Cái lề này nó không bò qua ha. Ừ. Đó chắc là cái lề này lá. Cái lề này nữa lá không nè. Bên đây gác dữ lắm. Đi ra tiếp đi ra. Mình trong này xong rồi đó. Anh còn ống hai ống hai đầu mương mà. Ủa, hai ống đó. Ừ. Dạ, tới nằm mà. Nước vô nè. Vô chứ. Vậy rong rồi mà. Nước là hai này ẩm nước kém mà không có như thục như thế này. Nó là đi xanh này không xanh. Tại cái cống người ta đóng ấy, không ấy á. Thôi là nước dữ lắm rồi. Ừ. Cái cống là không hé. Sao lại. À. Đó. Nhẹ quá vậy. Rửa rửa cho sạch đi kìa. Không, không không được mà gọi bún nữa rồi. Bún nữa hả? Ừ. Có là được rồi. Đó. Ê. 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 Coi coi lỗ cái kìa. Trời bún nhẹ không? Bún mà hả? Nè. Có không? Coi lưng trắng hay lưng bông rồi cho nè. Nhìn nè, cái bông 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 rồi nè. Không được bự không? Không bằng bài. Đỏ. Đỏ cũng trọng nè, trọng đỡ đỡ. Không vàng. Ê, nhẹ mà. Ủa sao nãy em thấy bông bông? Ờ ừ, nó bông bông vậy kìa. Đó. Rồi vô đi. Ừ. Coi lý, coi lý. Lý. Bữa nay chùm cuối không làm ta thất vọng. Thôi à, thôi anh ăn gì anh Tài? Hả? Thôi ăn gì? Anh ăn gì cũng được chứ. Qua đây luôn. Chùm cuối đó này. Rồi. Ôi nó chen ra luôn rồi anh ơi. Đâu? Nè. Rồi. Rồi bổ luôn. Trong cái hôm luôn rồi. Chưa thấy anh chậm xích quay qua. Nè. Thấy không? Dảnh ngược cái hơi cái cây cong luôn rồi nè. Thấy không? Nè, cái cong nè, nè. Tới công chuyện. Trời ơi, uống gì đâu trời. Chen cái hôm thiếu sẹo luôn. Nguyên cây nè, nó dính ngược cái nè. Chút ngồi ra đây. Cái gì vậy trời, xui vậy. Xui cà na thì chứ. Vô hầm ốc vậy nè. Tới địa phận hầm ốc à. Có lương ăn đầy đủ ốc luôn. Mồi đầy đủ hả anh Tài? Dính con lương là tà sáng mua cho cái đu bò đó nhí rồi. Dính con lương bây giờ nó đu bò cho anh. Ừ, hoặc là anh thùng bia. Trời 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 nhí giật đi nhanh. Đâu? Làm lại nhí. Đó. Đó. Tới chuyện rồi. Lên đây Có bia uống rồi, có bia uống rồi. Mà nặng dữ lắm nha. Nặng dữ lắm hả? Cái này không bún. Nghe không bún rồi mình. Đâu nhỉ? Để tụi bay chứ. Ôi, còn. Ý còn im. Con lương không ngủ. Ôi, con trời ơi, con lương. Hết, con biết con lương rồi. Lương bông. Lương bông. Bông hả? Ừ. Ở chuyện rồi anh Sang ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Con lương thứ già rồi, gặp thứ già rồi. Vô. Cụ lương. Cụ. Giống nhí. Con lương này dám bự hơn con lương của hổm lắm à. Bự hơn. Nhí đặt lương. Ôi trời ơi, kêu chịu rồi trời. Nè. Ừ. Con lương này nó. Còn anh Tài. Con lương này nó ăn một năm biết bao nhiêu con ốc cho nói.
Dưới này ốc cũng nhóc luôn. Phải rồi, sang nuôi ốc lương nào mới có rồi chị. Ôi cái này cái gì ra lon thùng bia mới được. Đó anh nghe anh buồn. Hết biết con lương của ơi. Lúc trước đặt mấy lần mà thất cái nha. Lâu rồi, anh em mình không có vô lại đây. Hôm qua đặt trong này có mấy cái à. Rồi, lỏng le vậy. Rồi, chiếc này không có bia uống rồi nhí ơi. Cái của anh chậm thất rồi hả? Không có rồi. Rồi cái ngày hôm qua mình đặt ở trong này có 4-5 ống gì à? 3 ống hả? 3 ống hả? Ương bố mẹ. Quất hả? Bắt đầu mình đổ thành quả nha cái nha. Hình như là cặp này cặp đầu quá gì nè trên này. Vậy đó hả? Cô nhí dở trước đó. Trời ơi chuyện. Sao Hugo đâu không chút ra chút gì. Đây nè. Đó con này con của em nè. Hàm ốc. Con này của em nè anh Tài. Nè con này của anh Tài nè. Nhớ nhớ kêu sáng là một thùng bia mới được. Quá đã rồi. Vàng rồi kìa. Thấy công chuyện rồi. Hết rồi. Hết chưa? Bữa nay nhiều nè. Cần lương bự lên chưa? Ừ. Cần lương bự thử coi. Cho cân lương vàng trước. Phải lương vàng. Phải lương nghệ à? Lương nghệ này của người kia đặt phải không? Của anh Tài đặt. Anh Tài vậy? Nghệ của anh Tài anh cầm đặt nè. Nghệ nhỏ xí nhỏ hơn cái lương Tài. Gần 600 gram. 550 không? 580. 580 nè. Ủa vậy bự hơn con của anh cầm á hả? Bự hết. Dạ. 580. Con chồng mà không có 400 gram à. Rồi con coi cái này. Con này chắc hơn 600 rồi. Con này bự hơn con này mà. Bự hơn bông của nhí, bự hơn của anh Tài. À. 600 gram đúng nha. Vậy là bằng con của anh Tài bữa hả? 600 gram. Mà con nghệ này nó bự hơn lương của anh chồng. Con này. Hai con ký mấy trời? Hai con à. 50, 50, 80 chứ. Ký 1 80. Trời hai lương. Trời. Đã. Hai người ký 2 trời. Đó giờ cũng mới dính hai con lương bự vậy luôn nè. Con này. Tính ra nó cũng xê xích tại này cái đầu bự danh. Cái này nó dài hơn. Nó dài hơn mà cái đầu nó bự hơn, nó dòng cái đầu nó dài hơn khúc luôn rồi danh. Con lương nào vậy? Lương bông dài lương hơn. Bông nó dài hơn nghệ. Kìa bò ở ngoài nhé. Cần hết này thử coi. Để cái thao bỏ đổi vô bọc kìa. Coi cái bọc cứ rách lên. Đại đại đi. Là đây là chuyện thao kìa. Kìa, bò ra kìa. 3,5 kg. Chắc có 2 kg ngoài, 2 kg ngoài. Tự nhiên đi. Đổ vô cái bọc rách. Rồi để thao lên. Thao ký tư còn 2,1 kg. Còn 2 kg. Vậy là nhiều hơn bữa hổm. Nhiều hơn bữa hổm. Nhiều hơn bữa hổm. 100 gram. Cái biết rồi. Dạ. Vô chuẩn bị mần lương để làm món ăn nha cả nhà. Cái đầu nó nè. Đầu con lương rồi trời tin. Hết biết đầu con lương rồi.
lương mình đặt chấm về bằng sạch cả nhà. Đây, hai con lương bự thì mình thái ra, mình ướp, mình nướng sa tế. Còn mấy lương nhỏ thì mình sẽ gói lá sen, mình nướng tươi. Còn có chừa trong nhà ít nha cả nhà thì nướng sa tế, thì ăn kèm thì rau sống, gà như leo. Leo. Giờ mình bắt đầu làm cả nhà. Hủ luôn nhé, hai con nó hủ luôn, ký mấy lần mà thịt lần mà. Ừ. Cho em uống một ngọt anh chậm. Này quay xa xa nha cả nhà. Đụng mấy anh lương này quay xa xa ra. Nào nghĩ ốp xong mình sẽ quay. Cái đỏ đỏ. Ừ. Anh lấy cái gỗ ra mà em đặng em ốp thịt không phải. Biết sao không? Hồi nãy thấy nhí lóc lóc cái xương giữa của con lương, hai lương bự á. Nhìn như hai cọng dây chuyền. Nè. Ồ, ơn lương lóc thịt kìa kìa. Hết biết thịt. Ốp sa tế nướng ha. Ừ. Tới công chuyện. Cho nó tắm. Ừ. Cho tỏi miếng một con cho anh chồng. Bạn nghe là chuột ăn dừa đó ta. Miếng một ngọt vô. Nướng cho anh Tài mà gọi này nửa ký. Mà này giống thịt đù quá vậy nhé. Ừ. Giống kêu lấy ba gọn chỉ nướng cao. Mấy lường gòi gòi á mình bỏ vô lá sen mình nướng cả nhà. Thịt ấp riêng á nha, nó ấp chung với lường á. Cho nó săn cái anh chở lên yên tay. Rút rồi đó. Chở lên đúng rồi. Ôi nó săn luôn kìa. Hết hồn hay luôn. Nghe cái xèo hả? Lương này chắc em nghĩ nó dai à anh Tài ơi, bởi vì nướng nó cong rồi kìa. Thấy không? Chắc không dai không đâu. Hả? Lương này chứa già dữ đó. Thấu không? Xèo xèo xèo. Lần đầu tiên mình làm cái món lương nướng nướng dĩ nhé. Ừ. Hai lương này quá bự. Lóc xương nữa. Ừ. Bỏ mình nấu con mẹ bên này mình nướng nổi món rồi.
lóc xương ra rồi nha, còn thịt không. Coi coi trái cục thạch anh Tài ơi. Thấy chưa? Đó, này vừa nè. Gai xẻ ha. Dạ, chín này. Chín này. Thạch anh chín chưa? Chín luôn rồi. Để bên này đi, thịt anh để bên đây. Vàng danh ơi. Trời. Đường lá sen chín rồi ta. Cái này mình gấp này ra đây cái mình thăm cái. Đường mình sẽ bán nướng. Miếng miếng miếng. Tảng tảng. Nửa ký teo bao nhiêu hả? Nửa ký teo bao nhiêu? Mấy nơi rồi. Cháy cũng sầu. Thầm thử này. Ồ, nóng. Nóng không? Nóng gấp. Nửa ký dao. Còn mày móc khói là chín hả? Lương cũng dễ chín. Đối với cây gầy ha. Ui, chín rồi, chín rồi. Ơi. Ui, vừa tới luôn. Vừa tới luôn, vô, vô, vô. Cái thơm. Thơm. Vô, vô. Rồi nhấp cái đó mình bỏ hai cái đuôi lươn bự. Nóng như anh Tài. Nóng như anh Tài ơi. Lẹ quá. Wow. Ui. Bốc khói rồi kìa. Trời ơi. Vô. Đây là xì gà của anh em. Có mớ cuốn lá sen non nè. Mình cuốn lươn mình ăn. Thơm thì chưa vô. Anh Trầm ơi. Gắp cho Tài thịt trước đi. Anh em mấy em. Thôi nhớ mình thưởng thức cái này trước đi nhớ. Thưởng thức anh Tài ăn đi. Tại vì ăn lên Tài. Ăn thịt đi. Cái này nguội ăn không ngon. Cuốn nè anh. Cuốn đi Tài. Cuốn, bữa nay mình lấy gai được chơi. Gao nè. Anh muốn cuốn lá sen không? Cái này mình ăn tươi đi cho nó ngon. Chấm phiếu luôn vậy. Chính chân hả? Tới công chuyện rồi. Nứt da hết rồi mà. Giờ thấy cái thịt con lươn kìa. Thịt lươn mà cắt rồi kìa. Cắt như thịt heo. Không cắt gì đâu nè. Bự quá vậy. Gì không được. Cặp vậy luôn. Lị luôn. Cù Lao Nhung lóc chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Mời cả nhà ăn lươn nướng nha. Bữa nay anh em trúng mánh, anh em vô buổi sáng. Gai là gai. Cái này ăn cơm nó hơi phí quá. Lươn nướng sa tế với lươn nướng lá sen thử ăn. Thử hai mùi vậy. Quá dài rồi nghe. Ừ, lưới dài kìa. Nghe dánh. Nó dài mà nó giòn. Ngọt không? Ngọt. Ok. Em thử lươn có lá sen nướng tươi. Thịt nó dai gọt gọt. Chắc em nghĩ chắc lươn bông nó dai hơn lươn như vậy. Chắc cú à. Nó thơm nhìn ơi. Không. Nó thơm gấp mấy lần mình làm món khác á. Có lá sen nó thơm nè mà nó ngọt. Cái nước nó rút cho nó ngọt rồi. Quá thì đã rồi. Ăn heo. Mà cả nhà. Biết sao không? Cái lươn này nướng lá sen là không có ốp gì hết á. Nó mới ngọt nha. Nó rút cho nó ngọt nó ghê rồi.
nướng mà hấp là cái độ ngọt con lươn này nó bị giảm lại. Nó thơm. Mình biết ngon rồi, nãy mình vừa mở ra bốc khói nó thơm. Ăn trai mà nó ngon. Tới rồi kìa. Anh trọng bánh mè này lắm, anh hạ không có nhà. Anh đi thơ rồi. Nước ăn thơm theo quay. Có sợ tế á. Bao giờ đâu có ăn đâu. Nãy giờ mình đâu biết cái vụ lá sen này đâu. Thì view cái lá sen à. Đó giờ thấy đang bánh xèo, rồi. Tiếu rồi đó. Cái này mình ăn lươn nướng mình thử luôn. Mình cũng thử luôn. Này giống với sườn á ha. Anh thử cái đi nhí. Anh thử rồi, nó rất ngon. Ngọt mà hơi dai một tí thôi. Nhưng mà độ dai cũng vừa à. Lá sen sao? Lá sen có mùi vị gì em? Nó cũng bình thường chứ, thơm thơm thôi. Ngon hả? Được. Có chát không? Chát ít à, không chát nhiều. Rồi. Tức là nó cũng có cái vị chát đúng không? Có vị chát mà ăn được. Nó giống như mình cái lá điều của mình thôi. À được rồi. Lần đầu tiên ăn luôn nghe cái nè. Lá điều, lá xài mình đó. Nó thơm thơm. Chát nhẹ đâu có chát mãi thôi nè. Hơi chát à. Dạ. Hơi. Uống thịt kìa. Xuồng này chả heo nè. Đâu mà chả lương. Vô vô được rồi đúng rồi. Vô cha cái này làm cũng ngon nè, giòn giòn nè, lá sen nó giòn. Quá ngon rồi vậy nè. Mùi giống mùi mùi gì? Giống mùi lá cát lội phải không? Từ từ ơi đó. Ừ. Nó thơm thơm em. Nó sen giòn khấu kìa. Giòn khấu à. Từ từ mà như thịt lậu vậy. Nè, đuôi nè. Đuôi của anh. Đúng rồi thật. Thử miếng lưng không nướng rồi. Nè. Nè mấy đuôi đi. Không mày cũng lưng bự. Đây gói thịt đi. Nè. Vô đi, ăn ngồi cho ngon nè. Vô. Vô. Đã. Thôi cảm ơn nhé. Nó thô một cái vừa chín tới. Nãy thấy bốc khói là biết ngon rồi. Bạn lương không ốp mà. Mà nướng lá sen vậy, nướng con lươn nó không bị khô. Không bị khô. Cái đồ uống lớn. Anh đồ béo mà nó chai. Thịt nó giòn hả? Đúng là lương nướng lá sen quá ngon. Ngọt. Nó thơm. Nó thơm mùi lá sen á. Ngon quá. Thấy này nhớ lại cơm lá sen á. Cơm ta nấu ngoài nó mới cơm lá sen thịt kho tàu quá. Lấy cái tôm kho tàu sen nó ra mà thơm. Tôm sen. Ngon thiệt chứ. Ngon. Miếng cơm nó có mấy cái hột sen hay mùi mùi mà nấu nó ăn nó mùi thơm 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 thơm. Thơm. Còn ngon quá vô liên tục á. Cứ mồi đi để nguội nó ngon, đồ nướng để nguội nó ngon. Anh mạnh đi. Thử cái cục này. Không nên tại em không dám mời lương anh. Hỏi khách em mời ha. Ngon quá. Ngon. Lá sen cũng ăn được không? Ok. Ở trong này ăn nó hơi đắng đắng chát chát nè, chát mà hơi ấy chút.
gần cái cuốn ngay chỗ cái cuốn á. Còn bên này thì nó giòn. Hai bên mép thì nó giòn. Nướng ngon nè. Nó rất là ngon. Nó hơi dài dài ha. Nhỏ nhỏ. Lương mình ở đây gọi là lương cụ vậy. Dài cỡ này. Ừ. Anh chậm anh cắn anh nghĩ. Cắn gì. Con hôm qua muốn dài hơn con lương vậy. Không. Đúng rồi. Đúng rồi, gần cái cuốn này nó sẽ gần cuốn này bị nhẵn. Nhẵn. Con vòng vòng nó hại luôn. Đúng không? Nó giòn. Nó giòn. Lương gì nướng xong cái da nó nhai ra sực 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 sực. Dạ. Nó gào anh ấy. Nói là cũng mới đặt lương dính hai con chứ gần ký hai á. Ký tám, ngân ký mốt 80g còn gì nữa. Dở lên chút cái là bực cái đã lại. Mình nặng chịu chịu á. Lên mà mấy con lương nhỏ 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 lên búng cái tặc cái đồng mấy người tôi vậy bạch 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 bạch. Nhĩ thấy không? Nhĩ nó nặng dữ lắm. Nặng dữ lắm chút quặn cái tay luôn. Chứ hơn nửa ký trong đó mà. Sao mà nó ăn ốc nó mập bởi vì dữ lắm. Nó là cái lần đặt trúng không? Nó ham đặt trong hầm ốc lương nó mập rồi về có số bạn đó là mình mua lương bỏ cho trúng rồi không mình nói giờ đặt có quay không có thôi mọi người không mà hôm qua mình mua thấy lương nó không biết không? Mập thù lù. Mua với lương động nó khác nhau chứ hả? Khác nhìn cái đuôi là biết rồi. Cái đuôi nó nhỏ nó dài. Cậu lương nuôi làm gì có 600g hiếm lắm dễ dễ gì được mấy con lương bự á. 200-300 người ta bán không? 200-300 người ta bán mất tiêu rồi. 600g là thành lương cụ luôn. Thử cái đùi dính thiệt đây. Ừ. Rất dính. Béo không? Béo, béo rất lắm. Béo. Nói vậy em ăn chưa? Ăn lương chưa? Chưa ăn đuôi nha. Ăn đi. Mai mốt là ăn. Mai mốt ăn lương chắc ăn đuôi không á. Béo quá béo. Thằng kia thấy mỗi lần ương thì nó sẽ khoái đuôi. Mà cái ngát cái gì anh bà anh chậm khoái cái đuôi nha. Anh khoái ăn đuôi. Đuôi nó béo. Còn lương á, cái đuôi nó ngọt. Nhà đuôi nhất là đuôi lương hơi nhỏ thôi, vừa thôi đừng có bự quá. Bự quá cái xương nó cứng rồi mình nhai không có được. Mình cởi bài cái này mình nhai thì xương mình nhai tán cái này nó ngon nữa. Ăn thịt thầm mở miệng thôi nhìn lại. Tính ra từ ngày anh Tài vô kênh tới giờ là chúng không ha. Anh dẫn đi miếng cái chỗ đã không. Khu mình đặt qua hầm ốc chở vô là gần nhà anh Tài vậy nha. Quý Dung Vlog xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.